Ai trong chúng ta ở cuộc sống cũng đều có bạn bè, thậm chí có rất nhiều bạn. Bạn lớp này, bạn chơi này, bạn xã hội này, bạn trẻ này. Chúng ta đã gặp rất nhiều những người lại bạn trong xã hội. Nhưng mà hôm nay mình muốn nói về một cái thể loại bạn rất là khác. Vui sướng khi thấy mình đau khổ, lúc nặng chọc tức mình, nhưng mà lại luôn mang niềm vui đến cho mình và mình không bao giờ từ bỏ được nó. Chính là cái thể loại đứa bạn thân. Hay theo ngôn ngữ mình gọi thì gọi nó là đứa bạn cứt. Rồi, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là bạn thân. Nói đến bạn thân thì bạn thân là như thế nào? Anh ơi, từ từ để em search Google đã. Cái khái niệm này nói như thế nào cho đúng nhỉ? Tức là bạn thân ấy thì là một đứa mà nó vượt qua cái tình cảm bạn bè. Nó cảm giác cho chúng ta như là chúng ta và đứa bạn thân đó là như hai người anh em. Nó là một thứ cao hơn bạn bè và có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, không ngại ngùng và không giấu giếm gì nhau hết. Đưa mấy gì mà không? Bí mật chỉ có hai người biết thôi. Chơi với nhau thì đứa bạn thân rất là thoải mái. Mình nói gì cũng được, mình chửi nó cũng được. Mình không biết các bạn gọi cái đứa bạn thân của bạn bằng cái tên như nào, nhưng mà mình gọi đứa bạn thân của mình với rất nhiều cái tên. Bò này, thiếu yốt là thiếu năng. Thậm chí mình còn lưu nó trong điện thoại là quân, dai, không. Bậy nào. Có một đặc điểm của cái thể loại bạn thân đấy, đó là hay chơi xỏ nhau nhưng mục đích là để giải trí và vui. Mà cũng không vui tí nào. Bác ơi, cháu hai cái bát tây trường đấy nhá. Để ra đi mua nước ạ. Đây cháu ơi. Chơi với nhau thì lúc nào một tỏ vẻ là không quan tâm. Mày nhìn mặt tao xem giống như tao đang quan tâm để nói gì không. Nhưng mà nếu mà mình có xảy ra chuyện gì thì lúc nào nó cũng sẽ có mặt. Alo, cháu ạ, đi chơi không? Tao đang bị ốm, đi chơi được đâu. Thế à, đợi tao tí. Đi, đi, tao phải chết tao phải đi đi. Quan tâm nhau là thế, nhưng mà đến khi mà nó có người yêu cái là y như rằng mất hút. Những lúc như vậy thì cảm thấy vô cùng buồn và vô cùng thất vọng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang hút thìa với một thuê bao khác. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cũng còn tí buồn, nhưng mà đến khi nó biết lỗi và nó quay lại thì mình lại bỏ qua và lại chơi với nhau như trước. Mình không biết đứa bạn của các bạn thì như thế nào, nhưng đối với mình thì mình đang có một đứa bạn rất là tuyệt vời. Bạn bè thì có rất nhiều, nhưng mà bạn thân chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Không không, giỏi lắm thì là 2-3 đứa là cùng. Hãy biết trân trọng cái tình cảm đó bởi vì nó rất khó để tìm. Đừng để đến lúc mất đi rồi thì mới bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Hôm qua mình chửi nó vì cái tội có người yêu bỏ bạn, liệu có quá lời quá không nhỉ? Alo con à, hôm qua tao có nói hơi quá thì cho tao xin lỗi mày nhá. Mày đi, mày đi đâu? Tao qua ngay. Mày bỏ nơi đây mà đi thế à? Công ty bố tao trong Nam đang cần người thay thế. Phận làm con, làm sao tao đứng nhìn được? Thế còn tình bạn của tao với mày thì làm sao? Mày định bỏ luôn nơi này à? Cảm ơn mày đã làm bạn của tao. Giờ tao phải đi đây. Tao sẽ còn gặp lại mày. Cắt, diễn tốt lắm. Ủa, ăn cơm đi. Rồi vãi.